Dạ, em tên Sam, em xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Tiên của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 2.618 m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn đó, là hướng ra đường tỉnh lộ 868. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình ra tỉnh lộ 868 là 400 m là tới nha anh chị. Còn hiện tại cái mảnh vườn mình đang nằm trên con đường chỉ có 1 mét hơn à. Nếu mình chạy thẳng ra thì mình sẽ đụng con đường lộ 3,5 m. Mình sẽ rẽ trái thì mình về đường tỉnh lộ 868. Mình đây ra ngoài kia là 200 m, rẽ ra tỉnh lộ 868 là 200 m nữa là khoảng 400 m nha. Ngay đó có chợ, có một cái chợ ngay đó luôn. Mảnh vườn sầu riêng giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh này, có cái diện tích sâu vào chỉ có 22 m 49 nè, và có cái chiều sâu là 92 m. Cạnh đây tính mặt tiền nhìn vô là cạnh mé bên phải nha anh chị. Còn ra cạnh mé bên trái á, thì sâu vào là 27 m 16. Và đây là con đường đi thông vô nhiều hộ dân nữa. Trong vườn mình là trồng sầu riêng ghi 6. Nó, đây là cái vườn sầu riêng của mình. Để em đi hết ganh mặt tiền, sau đó em sẽ vào vườn cho anh chị mình cùng xem. Nó, mình đây cũng có cột điện nè, điện nước và wifi đầy đủ luôn. Nó, tới đây là có một cái ngã ba. Rẽ xuống dưới đó cũng có cột điện luôn. Nhưng mà em biết là đi vô nhà dân thôi chứ em chưa xuống đường đó cho nên không biết nữa. Còn đây là phía mặt tiền cặp theo cái con đường lộ của mình đây. Chú cầm con chú. Mặt tiền đất mình thì xây về hướng đông. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là 47 phút, khoảng cách của nó là 33 km. Còn nếu anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây mà mình về tới đây, thời gian đi là 2 giờ 4 phút. Khoảng cách của nó là 87 km. Dạ. Hiện tại chủ bán hết luôn cái mảnh này, giá là 1,7 tỷ. Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm nha. Đó, phía xa xa kia thì có một cái đường dây điện, nhưng mà đó là xa rồi nha anh chị. Nhưng mà em quay cho anh chị mình thấy luôn á. Còn trong đất của mình theo xem quan sát á, thì không có mồ mả gì hết. Thậm chí xung quanh đây cũng không có luôn. Đây, cột điện còn dẫn nối dài luôn nha anh chị. Đó, cái chiều sâu theo phía mặt tiền của mình đó, là 90 mấy m. Tới đây, tới đây là mình bo nữa. Nhưng mà đường này còn đi thông, ra còn cột điện, còn cặm dài ngoài luôn. Đó, còn đường điện cao thế gì đó, múc ngoài xa xa ngoài luôn. Còn đây là hướng này, tính mặt tiền hướng này thì 27 m mấy nè.
Đó, vườn sầu riêng con xanh tốt luôn anh chị ơi. Đó, mình đi tới đây thì vô đó còn nhà dân trong đó nữa ha. Rồi quẹo bên đó nữa. Bên đó cũng có nhà dân nữa kìa. Đó, mình tới cái ganh này là hết. Hết đất mình. Tới đây ha. Nhìn lại phía mặt tiền 27m. 27 mét mấy. Hiện tại chủ kêu hết đất luôn. Là 1 tỷ 7. 1 tỷ 700 triệu. Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm nha. Đó đây nha anh chị. Tổng diện tích hết luôn là 50 mấy gốc sầu riêng á. Đó, bên đây mình có cái chòi để phân thuốc được. Đây là nhìn ra phía mặt tiền của mình. Rồi nếu anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí này thì gọi cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem vườn sầu riêng này nha. Chủ sẽ bán hết luôn là 1 tỷ 700 triệu. Hết đất luôn. Nói ha, mình đi sâu về phía bên đây luôn. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí khu vực này có thể gọi cho xem theo số điện thoại trên nha. Đó, mình tới ngay cái mí đó là hết. Chạy ngang qua bên đây là chỉ có 22 mét mấy à. Rồi đến đây xem cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.